Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đến với tiếp tục cái kênh phân tích của mình. Thì có một cái thông tin vừa mới được đưa ra, đó chính là thông tin về CPI của nước Anh. Lạm phát của nước Anh, chỉ số giá tiêu dùng là vẫn giữ ở mức là 4% nha các bạn. Vẫn giữ ở mức 4%, như vậy là nó tăng lên 0.1% so với kỳ trước là 3.9. Và lạm phát lõi core CPI của nước Anh thì tăng lên là 5.1 so với dự báo là 4.9, tức là bằng với lại kỳ trước. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay lập tức là cái thông tin này đã làm cho đồng bảng Anh tăng giá. Ra mắt các cuộc thi giao dịch XM, chúng tôi đang tặng hàng ngàn đô la với các giải thưởng tiền mặt rút được mỗi tháng. Đây là lúc bạn tỏa sáng. Thử thách kỹ năng giao dịch của bạn tại nền tảng cuộc thi sôi động của chúng tôi. Theo dõi tiến triển của bạn trên bảng xếp hạng cập nhật liên tục và giao dịch để chiếm ngôi đầu. Bạn có tố chất giành chiến thắng? Mở tài khoản với XM và tham gia các cuộc thi ngay. Chỉ số BXY. Bạn có thể xem trên màn hình. À xin lỗi các bạn, BXY thì phải vào phiên Mỹ mới chạy. Chúng ta nhìn qua chúng ta thấy chỉ số tỷ giá GU tăng ngay 0.2% rồi. Từ mức đáy là bao nhiêu ạ? 1.260 lên đến giờ 1.266, tức là 60 pip luôn. Thế thì cái thông tin này liệu nó có giữ cho đồng bảng Anh tiếp tục tăng lên hay không? Và các cặp tỷ giá có bảng Anh thì nó có thay đổi hay không? Như GU là đang tăng lên, GJ là tăng mạnh lên 0.63% ngay trong ngày hôm nay rồi. Đấy. Thì mình có một vài cái đánh giá như sau. Mình sẽ lấy ngay cặp tỷ giá GU này để làm tham chiếu phân tích cùng các bạn. Và trong phân tích của mình sẽ có cả yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật. Đầu tiên đó là về yếu tố kỹ thuật thì các bạn thấy là GU quay trở lại cái mức cân bằng của thị trường trong trung hạn và ngắn hạn, tức là mức Tenkan-sen và Kijun-sen của Ichimoku là khoảng từ 1.266 đến 1.268. Thì chúng ta thấy là vùng này cũng là cái vùng đỉnh mây, đúng không? Gọi là đỉnh mây Kumo. Thì vùng này đang đóng vai trò là vùng kháng cự. Hiện tại cho đến bây giờ là vùng này đóng vai trò là vùng kháng cự nha các bạn nhé. Vì nó là gì? Tính chất của nó là gì? Cân bằng của thị trường trong 9 ngày và trong 26 ngày. Vậy nên vùng này chắc chắn đóng vai trò là vùng kháng cự. Cho nên là khi GU về đến đây, nếu xét theo yếu tố kỹ thuật thông thường thôi, ai mà mua vào lệnh mua thời điểm này ấy, thì mình thấy rằng là nó sai yếu tố về vị trí, tức là chúng ta mua ở kháng cự. Mặc dù là có thể về lý thuyết là chúng ta thấy có thể nó sẽ gì ạ? Nó sẽ break lên, nhưng mà đây là chúng ta chưa khẳng định được, là cảm thấy rằng như mình cảm thấy rằng là không biết được là liệu nó có break được hay không. Thế nên là ít nhất đến thời điểm này là mình sẽ không vào nữa. Những lệnh sell ở phía trên thì có giữ được hay không? Như mình có một lệnh sell ở khu vực phía trên này đó, thì hiện tại có giữ hay không thì mình sẽ quyết định là giữ. Tạm thời sẽ quyết định là giữ. Thứ nhất là gì, mình vẫn đánh giá là GU tức là sẽ trên đường mà tiếp tục giữ giá trị thấp. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế thì ở đây các bạn có thể xem qua. Đây, các bạn có thể xem qua một vài cái yếu tố về cơ bản. Đối với nước Anh ở đây chúng ta thấy là hai kỳ GDP gần nhất, hai kỳ GDP gần nhất thì là 0 và âm 0.1%. Như vậy bản chất là gì? Nước Anh đã tiệm cận với lại cái suy thoái về kỹ thuật. Nước Anh đã tiệm cận với suy thoái về kỹ thuật. Vậy nên bây giờ nếu như mà nước Anh tiếp tục tăng lãi suất của nước Anh đang là 5.25%. Nếu như nước Anh tiếp tục tăng lãi suất thì áp lực lên nền kinh tế Anh sẽ cực lớn nha các bạn. Áp lực lên nền kinh tế Anh sẽ cực lớn và cái áp lực đó nó khiến cho là chính phủ và ngân hàng trung ương Anh phải tính đến cái việc ở bên ngoài nữa là gì ạ? Là Mỹ đã bắt đầu bổ câu. Đó. Vậy nếu như nước Anh mà tiếp tục tăng lãi suất, trong khi đấy Mỹ đã bắt đầu dừng tăng lãi suất hoặc thậm chí tính đến giảm lãi suất, thì đây là một sự bất lợi đối với nền kinh tế Anh.
Điều này là điều mà theo mình tin rằng là những nhà hoạch định chính sách của chính phủ Anh và Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã tính đến rồi. Vậy nên cho đến thời điểm hiện tại thì đối với mình thấy rằng là nước Anh trong tương lai vẫn sẽ gì phát ra tín hiệu là bồ câu ôn hòa hơn. Đó, phát ra tín hiệu bồ câu ôn hòa hơn, và nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục là gì? Sẽ là cái nơi mà đặt niềm tin của dòng tiền lớn, niềm tin về sở hữu tài sản ở Mỹ, vì hiện tại bây giờ nền kinh tế Mỹ đang là nền kinh tế mà tốt nhất, với các cái chỉ số đều cho thấy cái khả năng hạ cánh mềm, chúng ta nghe nói nhiều đúng không ạ? Và USD trở thành là cái loại tài sản mà được ưa thích. Với cái việc DI tăng lên thì các bạn thấy rồi, đây. DI tăng lên thì vùng này có thể là sẽ là có điều chỉnh, nhưng mà nếu nói rằng là DI sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm thì mình thấy nó sẽ hơi khó, chưa đủ dữ liệu để kết luận. Và chính vì vậy nên đối với GU thì mình vẫn sẽ tiếp tục là đánh giá cái khu vực này là khu vực kháng cự, và có thể là nếu như trong chiều nay, tối nay, hết hôm nay mà GU không tăng lên được, và trong các khung thời gian nhỏ bắt đầu xuất hiện những cây nến doji như H4 hay là những cây nến pin 3 thì có thể mình sẽ tìm đường mình nhồi lại tiếp. Tương tự là nó có tác động đến đồng euro hay không thì chúng ta nhìn vào đấy. Đà tăng của đồng bảng Anh không tác động nhiều đến euro nên là lệnh EU thì mình vẫn sẽ giữ. Vì mình đánh giá thì mình thấy rằng là gì, khu vực cân bằng mà thị trường tìm về sẽ nằm đâu đó ở khu vực phía dưới này. Đấy. Khoảng 1.066 tạm thời là bây giờ. Tức là nó sẽ có một thời gian phải xuyên qua mây. Nhưng mà đồng thời bây giờ là nó đã thiết lập được một cái vùng kháng cự ở đây. GU cũng vậy. GU có hai vùng kháng cự, vùng phía trên và vùng hiện tại luôn 1.266, 1.268. Thế nên là mình vẫn sẽ giữ. Các yếu tố kỹ thuật hiện tại bây giờ cũng có ủng hộ cho điều đó, như các bạn thấy volume, cái lượng bán nhiều hơn. MAD Vision thì là gì? Đã bắt đầu đi ngang. Mặc dù là với khung thời gian D thì chưa có quá bán. Nhưng E thì cũng đã có quá bán. Vậy thì cái đà giảm của E cũng có thể sẽ tích tích cái đà mua lên của USD tiếp. Qua đó gián tiếp tác động đến là gì? GU sẽ khó mà tăng mạnh được. Tức là giá trị đồng đô tăng thì các cặp tỷ giá khác cũng khó có thể tăng mạnh được. Tức là mình đang đánh giá rằng về nội tại thì cái việc mà G tăng đây là vấn đề tâm lý dòng tiền đầu cơ, dòng tiền trong ngắn hạn đẩy vào mua ngay khi có tin là CPI tăng. Nhưng để duy trì được cái dòng tiền này thì mình đánh giá là hơi khó, chắc là sẽ phải mất một thời gian. Sau đó là gì? Bắt đầu là dòng tiền sẽ trưởng lại, bắt đầu đi lại đúng theo cái xu hướng, mình gọi là xu hướng vĩ mô, các xu hướng mà các chỉ số cơ bản đã chỉ ra đó. Thế nên chính vùng này sẽ là vùng mình sẽ canh để xem nếu nó có trưởng lại và xuất hiện những cái tín hiệu nến trong cái khung thời gian nhỏ H4 H1 thì mình sẽ cân nhắc mình bán tiếp, còn nếu không thì hòa vốn thì thôi. Nhưng khả năng cao mình đánh giá là gì, nó sẽ tiếp tục nó suy giảm. Tất nhiên nó sẽ không nhanh như là chúng ta nghĩ đâu, có thể nó sẽ mất một vài ngày đó. Thì từ ngày mà phân tích có yếu tố vĩ mô vào thì mình thấy là có thể nó sẽ mất một vài ngày. Nên hôm nay là mình phân tích nhanh, chia sẻ nhanh với các bạn như vậy. Bạn nào mà muốn biết kỹ hơn thì 6 giờ chiều nay các bạn có thể vào phòng nâng cao tiếng Việt để chúng ta cùng phân tích kỹ hơn nhé. Thời điểm đấy là thời điểm phiên Âu và chuẩn bị vào phiên Mỹ. Thì đường link ở dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip phân tích tiếp theo.